gì ạ? Trong cái điều trị nội khoa, bốn ý để làm gì? Mục đích để chúng ta để làm gì ạ? Tăng cường cái oxy lên não, đồng thời là bảo vệ những cái vùng mà tranh chiếu tranh sáng nhỉ? Tôi nói cho các bạn vừa dưới nghe đấy nhỉ? Mấy em vừa dưới nghe nó có nói không? Ngay đầu duy trì đường thở thì bệnh nhân ở trong giai đoạn đầu có thể là bệnh nhân sẽ phải thở máy. Nhiều bệnh nhân là hôn mê và cái tổn thương não quá nặng mà thì bệnh nhân sẽ phải thở máy, thì nhiệm vụ của chúng ta là duy trì đường thở này, làm thông thoáng đường hô hấp này, hút đồng dãi đúng kỹ thuật, bổ sung này, rồi vật lý trị liệu về hô hấp cho bệnh nhân này, vân vân, nuôi dưỡng nào. Về vấn đề về để cái chăm sóc cho bệnh nhân mà khi thở máy thì nó sẽ có cả một chuyên đề riêng, và cái này sau này sinh viên sẽ đi học ở bên ngành cấp cứu thì các em sẽ được học cái đó. Về nuôi dưỡng thì trong những ngày đầu ta sẽ nuôi dưỡng một người gì ạ? Những người trong ngày đầu là nuôi dưỡng một cái gì? Sau đó là gì? Sau đó là chúng ta nuôi dưỡng một đường sông, là sông dạ dày. Cuối cùng là gì? Đường niệu. Thế khi nào thì chuyển từ đường sông sang đường niệu? Khi mà chúng bệnh nhân phải có khả năng gì ạ? Nuốt và gì nữa? Không phải. Hô hấp. Phải có bản ra gì? Ho và khạc. Nếu chẳng may có cơ bản hô hấp thì phải chuẩn bị khạc ra. Thế mỗi người cũng phải chứa mỗi bản thân nuốt. Mà nuốt và đồng thời phản xạ ho khạc tốt. Thì lúc đấy chúng ta mới chuyển sang một miệng. Chăm sóc đường tiểu và đường ruột. Trong giai đoạn đầu làm gì ạ? Hơi đầu làm gì? Đặt sông, đúng không? Khi bệnh nhân mà bí tiểu thì chúng ta phải đặt sông, đường ruột thì sao? Cái này mà đi lâm sàng ấy thì các em thấy rất là nhiều nơi khi chuyển bệnh nhân sang một chuyên năng 10 ngày chưa đi ngoài. Tại sao bệnh nhân không đi ngoài rồi? Thứ nhất là gì? Chế độ ăn có thể ảnh hưởng. Cái thứ hai là gì? Không phải ăn ít mà người ta không có phần chứ này. Không có chất xơ trong nhiều cái nuôi dưỡng mà ta sai sinh tối ra bơm qua sông cũng có đầy đủ rau củ quả. Như lượng ruột liệt. Như lượng ruột liệt cho nên là gì? Cũng đẩy con ra được thôi, con ứa trong ruột ấy, ứa trong cái đại tràng. Đấy là cái thứ hai là gì? Ngay kể cả bản thân các bạn là đây, tất cả các bạn này đường ruột chẳng bị làm sao. Nhưng mà cứ thử lên trên giường nằm, im, không ngồi dậy, không cử động một tuần thôi. Trải lên một tuần, ngày thứ ba chẳng có phân đâu mà đi được. Chúng ta không vận động thì cái nhu động ruột cũng không có. Thì đấy là những cái lý do mà làm cho bệnh nhân sẽ có cái rối loạn đường ruột. Thế chúng ta làm nào? Xoa dọc khung đại tràng, đúng rồi, gì nữa? Thứ tá của bệnh nhân đừng để quá 3 ngày, tại sao? Theo ý chúng ta để cái phân ấy mà nó lèm chặt trong ruột bệnh nhân, bản thân nó là một cái kích thích. Và cái kích thích có thể gây khởi phát một cơn cao huyết áp khởi phát cho bệnh nhân. Cho nên về nguyên tắc là đừng có để phân quá ở trong bệnh nhân này. Thứ tá thường xuyên bệnh nhân. Khi mà học về chăm sóc đường ruột thì cô Liên có dạy cho người thủy là làm gì? Bệnh nhân mà không đi ngoài được thì làm gì ạ? Đúng rồi, móc phân. Cái móc phân nó tốt hơn rất nhiều so với cái thử tháo. Người bệnh nhân tại vì thử tháo nó chỉ có tác dụng làm gì thôi? Kích thích. Làm mệt cái cân ấy thôi. Nó không có nhu động ruột đâu mà nó tống ra. Thì phải đi găm tay vào mà làm gì? Móc phân cho người bệnh nhân. Móc. Tiếp theo, đặt tư thế đúng cho bệnh nhân trong giai đoạn đầu là quan trọng. Tư thế đúng để làm gì? Duy trì được tuần hoàn máu não và tránh các thực tật thứ cấp. Các thực tật thứ cấp thì có thể xảy ra trên bệnh nhân tai biến không? Tất cả các thực tật cấp giống như lần trước tôi nói. Vậy cái tư thế đúng cho bệnh nhân để tránh. Trong đó quan trọng nhất là tránh cái gì ạ? Lết phải là tư thế. Lết là lăn trở thường xuyên. Đứng khớp. Đứng khớp bởi vì bệnh nhân tai biến sẽ có cái mũ co cứng. Và sau tôi sẽ nói. Tuy tư thế như nào để duy trì được cái tuần hoàn máu não tốt? Thế đấy nào ạ? Nào, đầu thấp, các bạn ở đầu thấp. Thế thật kia các thầy dạy đặt đầu như nào? Hả? À, đầu cao, nào bạn đầu thấp, bạn đầu cao, thế là đầu nào? Ừ? Hay là đầu không nằm
gối, đầu tư thế trung gian. Tại sao phải để đầu thấp? Đầu thấp thì máu lên não nhiều. Thế cái máu nó lên não bằng cách nào? Cái máu nó lên não bằng cách nào? Cái gì nó đẩy máu lên não? Tim. Tim phải nhân tay biến không sao không? Không, trừ đi suy tim. Thế thì tại sao lại phải để đầu thấp? Tim nó bình thường, áp lực đặt đứng thẳng này, tim nó còn bơm được máu lên trên tận não cơ mà. Thế thì nặng với tôi càng bơm càng dễ, thế là để trở thành đầu thấp. Nào, cái tuần hoàn máu não, khi mà nói đến tuần hoàn là phải lưu ý điều gì? Cái này rất nhiều sinh viên thứ hai là sai lầm ở trong cách làm. Tuần hoàn là bao gồm cái gì? Động mạch và tĩnh mạch. Thế thì cái gì mà giúp trao đổi đưa oxy đến nhiều? Thì không phải là máu động mạch đến nhiều, máu tĩnh mạch nó phải về tim nhanh. Tóm lại cả động mạch và tĩnh mạch nó phải tốt. Trong khi bệnh nhân nằm thì cái tim rất là khỏe. Thế mà nếu chúng ta quan trọng để duy trì tuần hoàn máu não thì người ta phải đặt bệnh nhân ở tư thế đầu cao. Đầu cao là gì? Cổ gập khoảng 20 độ đến 30 độ. Ở tư thế đấy, cái máu tĩnh mạch nó sẽ về tim tốt. Nó giảm được cái ứ trệ tuần hoàn của ngoại vi, kể cả trên não cũng là ngoại vi. Và khi giảm ứ trệ tuần hoàn thì nó giảm cái gì? Giảm cái gì ạ? U não. Chứ không phải là tư thế đầu thấp, lưu ý nhá. Đấy là tư thế đúng. Trong cái tư thế đúng thì bệnh nhân tai biến. Còn lưu ý một điều là gì? Bệnh nhân kê cao chân đúng rồi, nhưng tránh nhất là tuyệt đối không được gập cái chân vào bụng. Tại vì đặt bệnh nhân ở tư thế nằm co quắp, chân mà gập vào bụng thì làm tăng áp lực của bụng. Và khi tăng áp lực của bụng, gián tiếp tăng áp lực nội sọ, tăng áp lực từ não tủy, tăng áp lực nội sọ. Người tăng áp lực nội sọ thì tuần hoàn nó kém. Đấy là những lưu ý trong tư thế đúng. Các bài tập vận động duy trì room, room là theo tập vận động tốt. Nào, bạn nào trả lời cho tôi biết là tập vận động cho bệnh nhân khi tôi dạy là càng sớm càng tốt, nhưng cô có nói là gì? Tùy vào từng tình trạng bệnh nhân mà mình lựa chọn các bài tập khác nhau, đúng không? Bệnh nhân tai biến rồi lại, vừa bị tai biến xong cách đây nửa ngày, đưa bệnh nhân vào cấp cứu xong, đặt đường truyền xong, chụp CT lên, cái ổ xuất huyết não nhỏ thôi, không phải một là từ truyền chống phù não dùng thuốc bảo vệ. Sao có một người ngồi bên cạnh cầm cái tay bệnh nhân đập ra đập vào anh hiểu chưa? Có nên được không? Đó. Nên tập càng sớm càng tốt. Nên đấy mới là câu hỏi vì sao ngồi chức năng vận động trong ngồi chức năng ấy là càng sớm càng tốt. Nhưng quan trọng là ta lựa chọn cái hoạt động nào cho bệnh nhân và phải khi mà điều kiện tình trạng của bệnh nhân cho phép. Cho phép là để chúng ta làm gì? Cho bệnh nhân ngồi dậy thôi. Chứ còn ngồi cái tay mà gập ra gập vào thì chẳng ảnh hưởng gì. Cái chân bệnh nhân, ta cầm cái chân bệnh nhân gập ra gập vào không ảnh hưởng gì. Chỉ tránh duy nhất động tác nào trong động tác chân? Gập cái đường bụng, ép đi khớp háng ấy, gập hết mức. Thì chúng ta nên tránh trong những ngày đầu cho bệnh nhân. Đấy. Một số bài tập, ví dụ các bài tập vai tay ở bên Việt, các bài tập làm cầu hoặc hỗ trợ bệnh nhân ngồi dậy khi điều kiện cho phép, khi điều kiện cho phép nhá. Sau đây là một vài các cái hình ảnh mà mình nhìn thấy cái hỗ trợ. Đây, đây là đặt tư thế đúng. Cái này là tôi đã cho xem nhé. Khi lâm sàng tôi cũng hỏi, lâm sàng bao giờ cũng có câu hỏi nếu bạn nào có phải bệnh án tai biến, tư thế đúng là thế nào. Và tôi sẽ chỉ hỏi những cái gì mà tôi đã nói. Tôi biết là tôi hỏi, nó hỏi cái gì tôi sẽ hỏi. Bệnh nhân tư thế nằm ngửa, tại sao được tư thế đúng cho bệnh nhân tai biến? Bởi vì bệnh nhân sẽ có cái này. Cái này nó gọi là mỗ co cứng của bệnh nhân liền một đường. Nó xuất hiện vào cuối giai đoạn cấp, sau giai đoạn sớm, nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn ngồi. Bệnh nhân sẽ có mỗ co cứng. Mỗ co cứng đặt trong phần cái gì? Mỗ co cứng của bệnh nhân liền một đường là bệnh nhân sẽ có tình trạng tăng trương lực cơ gấp ở trên trên và tăng trương lực cơ duỗi ở trên dưới. Cho nên quay trở lại những cái slide ban đầu ấy, khi tôi nói bệnh nhân có rối loạn về trương lực cơ, có nghĩa chính là cái mẫu co cứng này ở bệnh nhân. Mẫu co cứng này xảy ra giống như một cái diễn biến bệnh bình thường. Bệnh nhân nào cũng sẽ chuyển từ liệt mềm sang liệt cứng. Và khi liệt cứng nghĩa là gì?
Lệ cứng là biểu hiện lệ cứng là gì ạ? Tăng chân lực cơ. Vậy ở bệnh nhân lệ cứng người sẽ tăng chân lực cơ gấp ở chi trên, nhắc lại, và chân lực cơ dưới ở chi dưới. Vậy cơ gấp ở chi trên là như nào? Cơ dưới là nào? Trong sách có rồi. Mô tả rất cụ thể. Ví dụ vai thì là khép, xoay trong, cử gấp, cổ tay gấp, bàn ngón tay nắm chặt, và cái tay, cổ tay bệnh nhân sẽ bị xoay trụ. Cho nên hình ảnh của bệnh nhân là tay như thế này, bàn tay, cổ tay xoay trụ. Cái này rất nhiều sinh viên tư trường, các bạn đứng lên đây trình diễn cho tôi cái bộ co cứng nào, là tay đều vặn xoắn vặn hết, rồi giơ chân, giơ ngược giơ tay, không biết là cái bộ co cứng là như nào. Đầu khi giảm đã có, nhắc lại nhá, cổ tay của bệnh nhân là sẽ xoay trụ, của bàn tay nó sẽ nắm chặt như này, để như này, bóp như này, có bạn thì như thế này, có bạn thì ngược lên này, không mô tả được. Nhắc lại nhá, tôi cứ bảo gọi lên đây và trình bày ngược, tôi gọi lên sàn đấy là chưa nhiều giảm. Vừa đi về. Mẫu này nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Đến lúc mà ông em mất tay nó bắt đầu lên ấy. Và cứ chuyển từ lệch sang lệch cứng là nó có cái mẫu này. Cho nên cái mẫu này thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Với cái tình hình mà cái chân và cái tay như này, cổ chân, chân thì làm sao? Khớp háng chuối, khớp gối chuối, bàn chân muộn. Cái gân asin nó bị co rút. Bệnh nhân có thể đứng bằng các mũi chân. Hoặc là khi đứng, bệnh nhân đặt các cái cạnh ngoài của bàn chân xuống mặt đất, mà không bao giờ cái gót chân là không được, nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng đi lại của bệnh nhân. Đây cũng là một cái rối loạn về chân lực cơ và rối loạn về vận động ở trên bệnh nhân. Và nguyên tắc cái phù chức năng là không được để cái mẫu này xảy ra. Cho nên trong sách ấy, trong mục tiêu ấy, có thể nhắc đến là để mẫu co cứng không? Chính vì thế cho nên phải phòng ngừa để cái mẫu này nó xảy ra. Chúng ta không phòng được hoàn toàn đâu. Nếu nó có thì chúng ta phải tìm cách giảm nó. Chứ còn nó xảy ra thì nó tốt hay xấu? Có cái mẫu này khi nó bắt đầu xuất hiện, tức là tay của bệnh nhân sẽ co dần. Tôi quan sát những ngày đầu người ta chỉ đặt tay lên bụng, xong cái tay co dần. Đấy là tốt hay xấu? Đấy là một biểu hiện chứng tỏ cái này nó đang phục hồi. Vì có nghĩa chứng tỏ nó đang chuyển từ mềm sang lệch cứng. Thì mềm lệch cứng là gì? Còn liệt nó cứ mềm nhẽo hẳn đấy. Nghĩa là gì? Tiêu lượng máu phục hồi. Vậy khi xuất hiện mẫu này, đấy là một trong các dấu hiệu phục hồi. Nhưng tuy nhiên, khi nó thái quá, tức là tăng chân lực quá, nó gây lên co rút và cứng khớp, thì chúng ta phải tìm cách để ức chế nó. Thì ức chế đó thì chính là cái mà chúng ta cần phải đặt cái tư thế đúng cho bệnh nhân. Tư thế đúng là như nào? Đây, ví dụ ở trên cái hình này. Tư thế đúng là ngược lại với cái mẫu. Như vậy tay về dưới dạng tư thế nằm ngửa, tay về dưới dạng lên trên, hoặc là bệnh nhân dạng tay, bàn tay ngửa, cử dưới, bàn tay ngửa, chứ không được phép nắm tay hoặc xoay sấp thẳng tay. Chân thì ta kê một cái gối nhỏ ở dưới khoeo, và đặc biệt cái bàn chân này này, nó phải được giữ ở tư thế vuông góc. Cho nên ta phải có những cái gối kê hoặc là đẩy bệnh nhân nằm sát ngửa, để giữ cho bàn chân ở tư thế trung gian. Lúc đầu bệnh nhân nằm thì cái bàn chân sẽ xoay ngoài, đổ ở bên ngoài. Đấy, đây là tư thế đúng thứ năm rồi. Nằm nghiêng sang bên liệt. Thì ở phía chức năng ấy là bệnh nhân có rất nhiều các cái gối khác nhau, kích thước khác nhau. Nằm nghiêng lên bên liệt thì cái tay phải duỗi ra. Đúng dạng không được phép nằm đè khớp vai ở trạng thái vai khép. Chân thì cái chân liệt này để như thế nào được? Nhưng mà cái chân lành không được đè lên trên cái chân liệt. Cái chân lành cũng đấy, ta phải có cái hệ thống gối để đè đặt cái chân lành lên trên cái gối. Bệnh nhân mà nghiêng về bên lành thì đây, cả chân liệt lẫn tay liệt đều phải có gối đỡ người. Đấy là tư thế đúng cho bệnh nhân. Cứ nắm được nguyên tắc tư thế này, nó phải ngược lại với cơ cứng là được. Được chưa? Đấy là tôi giải thích thêm về các tư thế đúng. Còn nói về các cái bài tập cho bệnh nhân trong giai đoạn đầu, nó gọi là các cái bài tập vai tay hoặc bài tập lọc cầu. Những bài tập này tập cho bệnh nhân rất sớm. Thông thường ta sẽ tập cho bệnh nhân hoặc hướng dẫn họ tự làm nếu họ tỉnh táo. Nếu bệnh nhân hợp tác với mình, các bài tập vai tay là gì? Tay lành nắm lấy cái cổ tay liền, đặt lên hạ xuống như này để làm gì? Cái bài tập này tăng được gì? Gia tăng cảm giác, gia tăng sức khỏe. Quan trọng nhất là gì? Tránh cái cứng khớp của cái vai bên kia luôn nhé. Chân thì là sao? Ban đầu là gì? Động tác này con động tác làm cầu. Thế nhân chống cái chân
chân lành lên, chống vào chân liệt lên. Như cái chân liệt lúc đầu ấy, ta phải giữ cho họ, nhưng họ không chống được đâu. Sau đó làm gì ạ? Nâng cái mông lên, bài tập đấy là tăng dược thể. Ai biết cái bài tập đấy tăng dược thể phải? Thứ nhất là khi bệnh nhân nâng cái mông lên thì khi ở cái động tác này, cái cơ duỗi này, cái cơ duỗi là cái cơ tứ đầu đùi ở mặt trước đấy, nó sẽ khỏe. Cơ duỗi hông khỏe, cơ duỗi lưng khỏe. Và cơ duỗi là cái cơ để làm gì ạ? Đứng và đi lại được. Cho nên đây là bài tập ban đầu để giúp cho các hoạt động đứng, ngồi, đi lại sau này của bệnh nhân. Lưu ý một điều là cơ lực và chương lực cơ là hai cái khác nhau. Không có nghĩa tăng chương lực cơ, nghĩa là cơ lực là ngồi. Ở trong tài liệu đó là luôn luôn nhấn mạnh là các cái phục hồi với vận động không có nghĩa là phục hồi với chức năng. Lưu ý là như thế. Cái giai đoạn này cái chân giơ lên này là chân gì đây? Chân lành, chân liệt, không giơ được đâu nhá. Thì khi bệnh nhân giơ cái chân lành lên như này thì toàn bộ trọng lực sẽ dồn sang đâu ạ? Cái chân liệt này. Và khi nó dồn sang chân liệt này thì nó càng làm cho cái cơ duỗi này nó khỏe hơn. Vậy bệnh nhân thực hiện ở một khắc này thì cái chân liệt của bệnh nhân ấy nó khá hơn cái chân lành, khá hơn trước một chút rồi, ở trong khá hơn ở trong cái hình ảnh bên cạnh. Bài tập này nó còn giúp bệnh nhân làm gì nữa? Tập di chuyển ở trên giường. Nhấc cái mông lên để làm gì? Thay bỉ, thay quần áo, vệ sinh, chống lách. Đấy là những cái bài tập giai đoạn đầu. Bài tập này không tập ở trong những ngày đầu, nhưng mà trong giai đoạn đầu nó thông thường để cuối giai đoạn cấp. Khi bệnh nhân tập được như này là gì? Ý thức người ta phải được ra tỉnh táo một tí, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Cái não, tổn thương não cũng phải tương đối là ổn định rồi. Thế nên ta sẽ thực hiện cho bệnh nhân ở trong cuối giai đoạn cấp hay là giai đoạn sớm. Được chưa? Hỗ trợ bệnh nhân ngồi dậy khi điều kiện cho phép. Khi nào cho ngồi dậy, không dậy với y năng được. Cái này là phải do bác sĩ lượng giá, tùy vào từng cái tổn thương khác nhau mà quyết định sau 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần cho bệnh nhân ngồi dậy. Một số các cái hình ảnh để nhìn, để quan sát để biết đây là cách dạy cho bệnh nhân ngồi dậy. Trước khi ngồi dậy thì phải hướng dẫn cho bệnh nhân cách cái bài tập để lăn trở đã. Bệnh nhân mà là lần trước tôi nói phải lăn trở, nó phải đến làm gì? Ngồi đúng không ạ? Nó phải đứng, phải đi lại. Lăn trở như thế này, cổ đen đen này là bên liệt. Lăn từ bên liệt mà sang bên lành, dễ hay khó? Khó. Thế lăn từ bên lành sang bên liệt dễ hay khó? Dễ hơn. Rất dễ. Nhưng mà lăn từ bên liệt mà sang bên lành. Chính vì thế cho nên các bài tập vai tay là quan trọng. Nhưng trong cái động tác này này là cái tay lành của bệnh nhân ta phải túm cái cổ tay liệt để làm gì ạ? Đưa thẳng lên, sau đó làm sao? Kéo cái tay liệt sang bên lành. Đồng thời ta dùng cái sức mạnh của thân mình để dần dần để lan sang bên liệt, lan sang bên lành. Trong những ngày đầu thì phải có hỗ trợ của nhân viên. Đây, trong cái ngày này hỗ trợ của nhân viên, cái tay ấy phải đặt ở đầu đâu, mà chúng ta sẽ đặt ở đâu ạ? Ở gáy bệnh nhân hoặc là đằng sau vai của bệnh nhân. Tránh tuyệt đối không được cầm cái tay lên để kéo. Lý do tại sao lát tôi nói xong. Đây là cách lăn trở cho bệnh nhân dậy giường. Đây là cách dậy cho bệnh nhân ngồi dậy. Ngồi dậy là gì? Đây, cái bên này là bên liệt, bên này bên lành. Muốn ngồi dậy thì phải lăn được từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Sau đó ta lấy cái chân lành này này, ta ngoắc lên cái cổ chân kiệt để làm gì? Kéo cái chân liệt nó khỏi giường và sau đó chống cái tay lành lên để nâng người ngồi dậy. Đây là cách ngồi dậy của bên lành, cách ngồi dậy của bên liệt. Đấy, thì cũng phải nằm nghiêng sang bên liệt, rất là dễ. Chân lành móc chân liệt đưa ra, chống cái tay lành xuống, nâng người ngồi dậy. Trong những ngày đầu vẫn phải có sự trợ giúp, sau đó chúng ta giảm dần sự trợ giúp và cho bệnh nhân ngồi dậy thẳng. Đây là cách hỗ trợ bệnh nhân ngồi dậy. Đấy là những bài tập ở trong giai đoạn sớm cho bệnh nhân. Vậy chính vì thế cho nên không đi học lý thuyết thì sẽ trải nghiệm cái gì cả, không nắm được những cái gì hết, kể cả sau này kiến tập ở trên bệnh nhân. Giai đoạn phục hồi. Giai đoạn phục hồi thì giai đoạn này có thể các cái biểu hiện về liệt, bệnh nhân sẽ có sự tiến triển, ví dụ vận động, chính xác nhận thức có cải thiện. Vận động, đặc biệt là liệt chuyển từ liệt mềm sang liệt cứng. Và khi chuyển liệt cứng thì xuất hiện cái mẫu gì ạ? Bong cứng.
yếu, nhắc lại, yếu là như thế. Xuất hiện một co cứng, hội chứng vai tay và bán chân khớp vai. Các hoạt động chức năng di chuyển có thể tự lăn trở lại được, nhưng mà tuy nhiên các hoạt động về thăng bằng và điều hợp thì còn kém. Các hoạt động mà sinh hoạt hàng ngày có thể thực hiện được một phần hoặc còn phụ thuộc, và có thể có mẫu động vật. Mẫu động vật là cái gì? Ngôn ngữ giai đoạn này vẫn rất mô hình nặng. Đây, những cái hình thứ hai này có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Trong sách có đấy ạ, mở cuốn sách ra, cái hình này tôi bóc một cuốn sách ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mẫu động vật nghĩa là gì? Mẫu liệt cứng của bệnh nhân ấy, mẫu co cứng thì tay thì gấp, thì chân chuỗi. Nhưng mẫu động vật là gì? Khi bệnh nhân đi lại thì toàn bộ cái cơ gấp ở bên liệt ấy nó cùng hoạt động. Ví dụ khi tay luôn luôn tư thế gấp, trong khi cái chân cũng còn tư thế gấp, thì các em nhìn thấy cái chân bệnh nhân là gì? Háng gấp, gối gập, các em nhìn thấy không? Đấy, cái đấy là gọi là mẫu động vật trên bệnh nhân. Cái này khi đi học lâm sàng thì các thầy cô sẽ chỉ cho em nhìn rõ hơn. Khi mà họ đi lại họ sẽ đi tập tẫn kiểu như thế, cái chân nó gấp như thế. Nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân có cái mẫu đầu vật duỗi, tức là chân duỗi thì đồng thời tay cũng duỗi, nhưng ít khi gặp mẫu đầu vật duỗi lắm, mà thông thường chúng ta hay gặp mẫu đầu vật gấp. Mẫu này với cái mẫu co cứng là hai cái khác nhau nhá. Lưu ý mẫu co cứng nó sẽ để nguyên đứng chân duỗi, nhưng khi bắt đầu đi lại thì cái chân nó sẽ gấp, cả cơ gấp và tay gấp và chân cũng gấp. Đấy gọi là mẫu động vật. Hội chứng vai tay và bán chân khớp vai là gì? Đây là hình ảnh của cái bán chân khớp vai. Các em nhìn trên cái hình có nhìn thấy không? Bán chân khớp vai là gì? Bình thường cái xương trỏ xương vai của chúng ta ấy, nó nằm trong cổ chảo. Thì bình thường chẳng hạn cái xương vai nó nằm trong cổ chảo như này. Bán chân khớp vai thì cái xương vai chúng ta nó dính trong cổ chảo là do cái gì? Cơ và dây chẳng. Tôi đứng thế này là cái nó theo trọng lực là nó rơi xuống rồi. Vậy nó giữ được nằm trong cổ chảo thì đấy là do cơ và dây chẳng nó giữ. Thế khi bệnh nhân bị liệt, cơ không còn một dây chẳng không. Thế khi bệnh nhân đứng đi lại, cái tay liệt nó cứ thõng thẹn này, nó kéo dần cái bao khớp và cái xương, cái đầu, cái chỏm xương cánh tay nó chật dần xuống, nó rơi xuống. Vậy trong trường hợp đấy thì chúng ta nhìn thấy trên vai của bệnh nhân đi lại nó làm sao? Nó lủng lẳng. Quan sát ở trên vai bệnh nhân cũng trên cái hình này là ta nhìn thấy cái chỏm xương vai ở dưới này nó rơi ra khỏi cái bờ trên của vòng cùng vai. Và có trường hợp ta sờ ta hút dọc cái bờ vai của bệnh nhân, ta sẽ sờ thấy cái rãnh, nó gọi là dấu hiệu nhắc dìu. Đó, thậm chí có nhiều trường hợp ta sờ thấy cái chỏm xương vai nó tròn tròn ở dưới tay. Không quả để lại là gì? Chật khớp. Hai là bệnh nhân đau. Và chính vì thế cho nên ở những bệnh nhân này chỉ cần có một cái tác động nhỏ vào tay bệnh nhân, cầm kéo một cái chật khớp của bệnh nhân này. Và khi nó bán chân khớp vai như vậy thì cái bao khớp tức là nó đã giãn rồi, nó không co lại nữa. Và rất nhiều trường hợp cứ chật khớp vai này mặc tính kể cả sau này. Trong cái hình ảnh này, kẻ bên cạnh em nhìn cái khoảng cách giữa cái xương đòn của bệnh nhân mở cùng vai với cái chỏ xương vai nó cách xa nhau đấy không? Nhìn thấy không ạ? Vậy khi chúng ta sờ cái đầu vai, ta sờ ngay cái mặt nó lõm. Đấy là hội chứng bán chân khớp vai. Hội chứng vai tay là gì? Nếu mà quan sát ở trên bệnh nhân sẽ thấy ở cái tay bên liệt ấy, bao giờ những ngày đầu, tuần đầu ta nhìn thấy cái bàn tay nó phù đề và nó đỏ tím hơn so với cái bàn tay này. Tại sao lại thế ạ? Liệt dẫn uống trệ tuần hoàn. Giai đoạn sau, đấy là giai đoạn 1. Có thể bàn tay sờ thấy nóng và ẩm. Nhưng mà giai đoạn sau thứ hai là gì? Các cái cơ bắt đầu nó teo đi, các ngón tay nó nhỏ lại, các cái lông ở mu tay nó rụng hết, nó bóng vào đầu lạnh giữa, có thay đổi về nhiệt độ và màu sắc của da. Đấy là giai đoạn 2. Kèm theo bắt đầu đau nhiều ở khớp vai, khớp cổ tay, khớp bàn ngón tay. Giai đoạn 3 là cái bàn tay của bệnh nhân nó co cứng, teo và cứng khớp, không thể cử động được các ngón tay. Bệnh nhân sẽ đau dọc ở trên vai tay xuống. Và giai đoạn 4 là bị giảm khớp hoàn toàn. Có thể tay có thể quắp hồi chứng vai tay giống như cái mẫu co cứng như này, hoặc bàn tay nó quắp như thế này. Lấy cái hình ảnh, em nào có, các em có biết cái hội chứng Sudeikis không nhỉ? Đã học vừa qua chưa? Có biết cái hội chứng Sudeikis không? Và rối loạn thần kinh giao cảm ở trên bệnh nhân sau chấn thương. Từ sau khi gãy cổ tay này, cái bàn tay nó teo lét cứng, tất cả các cơ cứng lại thì mình cái hội chứng vai tay của bệnh nhân như vậy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phòng được cái đó?
chức năng, cái đấy là phải phòng đấy. Đây là mục tiêu của giai đoạn phục hồi. Mục tiêu là gì? Duy trì sức khỏe, biết rồi, vấn đề kiểm soát vùng co cứng, các hội chứng bán chân khớp vai, hội chứng vai tay, tăng cường sức khỏe cơ bên liệt, biết rồi, tạo thuận và khuyến khích tối đa các hoạt động chức năng. Kèm theo là gì? Bệnh nhân có bao nhiêu cái dối loạn chức năng thì chúng ta phải có bấy nhiêu cái mục tiêu của chúng ta vừa là về tri giác nhận thức, về ngôn ngữ, tức là trung cấp và giáo dục gia đình. Cái này đọc thì dễ hiểu rồi đúng không? Tôi giải thích thêm về cái mấy cái vùng co cứng và bán chân khớp vai là như nào. Kiểm soát vùng co cứng. Quay lại cái phần vừa nó nói về vùng co cứng. Nhất là đặt tư thế đúng cho bệnh nhân. Hai là các kỹ thuật ức chế vùng co cứng. Thực ra các kỹ thuật này thì dành cho kỹ thuật viên nhiều hơn là bác sĩ. Nhưng mà học để các em biết thôi. Ví dụ cái tay bệnh nhân mà đang co cứng như này. Rất nhiều trường hợp tôi gặp rất là nhiều người nhà có bệnh nhân đưa đi khám là vì sao? Bàn tay nắm chặt này, mà đưa đi khám là vì cái gì? Cái tay nó cối này, cái ngón nó quặp này, cái con móng tay nó cứ dài ra, nó chọc vào cái thịt này. Mấy năm nay không vệ sinh ở đây rồi. Mà cứ thế này thôi. Và đưa đi khám kể cả bên ngoại rồi tất cả các nơi chịu. Không thể nào mở cái đó, nó cứ khớp cái này là không làm được. Thế thì mẫu ước chế mẫu co cứng là gì? Khi bệnh nhân bắt đầu có cái mẫu co cứng như này, có rất nhiều trường hợp chúng ta cầm tay ta kéo ra, càng kéo ra cơ thì đầu nó càng co. Và có rất nhiều trường hợp là gãy tay bệnh nhân. Trong trường hợp đấy cái bàn tay không bao giờ mở ra được nếu mà ta không tác động đến khớp vai. Trong tay như này thì khớp vai phải nâng lên được đã, giãn ra đã. Khi cái vai ở tư thế này thì ta mới giữ được khuỷu. Còn khi cứ khuỷu xuống thì cái bàn tay mới mở ra được. Chứ còn cứ như thế này mà cầm cố mà mở ngón tay ra không bao giờ được. Đấy là kỹ thuật ức chế vùng co cứng. Đấy chỉ giới thiệu sinh viên biết thôi. Nhưng cái đấy sinh viên không phải tự tay làm. Nếu muốn làm cũng được, bác sĩ không làm được. Cái này là kỹ thuật viên phải lấy trình độ bác sĩ làm. Dùng thuốc giãn cơ khi đã có cố co cứng. Còn nếu chưa có thì chúng ta có dùng thuốc không? Không. Đặt tư thế gì nữa? Các bài tập thêm vào đây nữa. Các bài tập duy trì tập luyện tốt hàng ngày. Và có thể sử dụng các dụng cụ chỉnh hình. Dụng cụ chỉnh hình là những cái nẹp chân, ví dụ bàn tay như này. Nhiều người chức năng người ta sẽ làm những cái nẹp bằng nhựa để đỡ được cái bàn tay vuông góc gấp khoảng 20-30 độ. Bàn tay mở này bằng nhựa. Kem đi ở phía sau này đi lâm sàng nhìn rất nhiều bệnh nhân phải đeo cái nẹp này để nó tránh khoảng như này. Đeo cái nẹp như này. Thì tay này với cái này mới làm được. Cái đấy gọi là dụng cụ chỉnh hình. Ở chân mà có cố cuối thì nó sẽ làm cái nẹp nó giữ hình chữ L vuông góc để giữ cho bàn chân vuông góc và bệnh nhân đặt cái bàn chân xuống. Ngoài ra thì các bài tập theo tập luyện tốt chúng ta biết rồi. Làm thế nào để phòng ngừa được khi bán chân khớp vai? Không cầm vào tay liền, không bao giờ được phép cầm cái tay liền kéo. Thứ hai là gì ạ? Cái bán chân này nó vẫn xảy ra đúng không? Đúng không? Vậy trong trường hợp mà bệnh nhân liệt mềm, người ta sờ đến nghi ngờ là luôn luôn ta phải có cái gì hỗ trợ. Tại vì cái tay mà nó đã xẻ xuống và bệnh nhân cứ đi lại không có cái gì đỡ được, càng ngày nó càng xẻ xuống. Lúc đấy người ta có cái gọi là cái đai vân vai. Đây gọi là cái đai ở vân vai bệnh nhân. Ở Việt Nam mình thì cái đai này thì rất là đắt. Thế thông thường các em mới nhìn thấy bệnh nhân nó hay đeo cái giống như là cái túi này đúng không? Ai nhìn thấy không? Ở trong bệnh nhân mà bố bột tay là tay vuông góc và đeo cái túi này. Nhưng cái túi đấy nó chính là cái gì đấy? Vùng co cứng. Thì cái túi này đeo suốt ngày này, cái tay nó khép chính là vùng co cứng. Đúng ra là cái đai như này. Nên phải làm như này. Chứ hiện tại một số nơi vẫn sử dụng cái đai treo tay được để giữ vùng góc như này. Nhưng lưu ý, cái đai này chúng ta chỉ sử dụng khi nào thôi? Khi đi làm. Khi nằm có dùng không? Không thì nó chính là vùng co cứng. Hay khi ngồi bệnh nhân ngồi ở trên bàn chẳng hạn, thì bao giờ chúng ta phải đặt tay bệnh nhân đằng lăng trên bàn. Khi bệnh nhân tay đứng ngồi kể cả xe lăng, bao giờ phải có một cái mặt bàn để cho bệnh nhân đặt cái cửa tay ngửa ra, bàn tay ngửa, không được đặt sấp, ngửa, duỗi, đặt bàn tay lên. Thì đấy tránh được một cột, để tránh được cái bán chân khớp vai. Có thuốc để hỗ trợ không? Có, không. Chả có cái thuốc gì mà tránh được bán chân đâu. Có thể sử dụng một số các cái biện pháp kích thích thần kinh cơ để kích thích cho cái cơ vai nó phục hồi tốt hơn. Thì nó sẽ làm cái cơ vai khỏe để nó hỗ trợ cái bán chân khớp vai. Hồi chúng tay tay phòng cách nào? Bàn tay nó sưng đề tôi vừa nói xong. Lý do là vì cứ chạy thì làm nào?
xoa bóp, kê cao tay, đúng không? Gì nữa? Vận động hàng ngày, lưu ý vận động là vô cùng quan trọng. Thứ tư nữa là gì? Cái này điều dưỡng hay làm á? Tiêm truyền thì sao? Bên lành. Đúng, chỉ định tiêm truyền ở bên liền. Vì tiêm truyền là vào hệ tĩnh mạch, nó đã ứng trệ rồi cũng truyền vào hệ tĩnh mạch nữa thì nó máu nó về cửu dịch, nó truyền đi bằng cách nào? Nhưng thông thường 100% vẫn truyền ở bên liền thì nó sao? Thấy không đau, thứ hai là không mọc vậy, nó không chịu ven. Đấy, cho đấy là cấm, không được làm. Ở nước ngoài ấy, hiện tại chúng tôi vẫn có, tức là bệnh nhân họ có cái hai hai nhìn thấy cái tất chân tất tay nhỉ, giống như bài thứ nhất như thế tôi làm. Ở bệnh nhân mà bị cái hội chứng vai tay này, cái này đặc biệt hay gặp ở bệnh nhân mà sau mổ cũng không muốn. Và sau mổ và tiên sản nó gây cái hội chứng gì các bạn có biết không? Yêu thương chưa? Có cái hội chứng phủ tay coi có biết không? Cái tay của bệnh nhân nó cứ to ra, có trường hợp tay nó to gấp 3 lần cái tay bên kia. Nó bị gì? Tắc hệ bạch huyết. Trong đấy nó có cái tất, nó gọi là cái tất tay, nó giống cái găng tay ấy. Nhưng cái áp lực của nó ở ngọn chi sẽ cao hơn và nó ép để cho cái phần mềm và các cái bạch huyết nó không dồn tới bàn tay của bệnh nhân. Thì cái tất đấy có thể sử dụng cho bệnh nhân một chứng vai tay rồi. Đây của bệnh nhân, cái tất đấy thì tắt khoảng 500-700 nghìn thì một cái. Thì nhiều trường hợp thì chúng tôi hay cho điều dưỡng hướng dẫn bệnh nhân là lấy cái gì? Cái băng chung. Ta cắt nha. Cắt nhỏ cái mảng rộng khoảng 3 cm, tôi cuốn dần ở các ngón tay, cuốn dần lên cổ tay và cuốn lên vai. Nhưng khi cuốn thì phải lưu ý điều gì? Không được kiểu cuốn ga lô giống như bó to không được. Mà cuốn thì phải làm sao? Áp lực phải giảm dần từ ngọn chi lên gốc chi và các vòng băng của khung cửu. Cho nên ở ở nước ngoài ấy, những cái tắc áp lực ấy mà đúng là trên cái tắc mà chúng ta đi chân cho bệnh nhân ấy, nó có những cái hình quả trắng dọc trên cái tắc như này. Và nó chọn được cái cỡ và size đúng cho bệnh nhân ấy, để sau khi bệnh nhân đi cái tắc này vào chân thì cái hình này nó phải trở thành hình gì? Nó trở thành hình vuông. Có nghĩa là gì? Cái áp lực đối với cái chân của bệnh nhân là gì? Đúng. Cái người béo thì khác và người gầy khác, mà chúng ta dùng cái tắc áp lực mà không đúng thì có khi giống như là một cái ga lông chân của bệnh nhân. Đấy là một vài các cái loại tắc tiêu chuẩn thì nó sẽ có những cái kiểu như thế. Và cái này là hình tròn, hình vuông chẳng hạn, khi đi sau này nó để ra thành hình tròn. Đấy là ba cái hội chứng mà thường gặp ở trên bệnh nhân thì ta đến hồi đó. Mục tiêu tiếp theo là gì ạ? Tạo thuật khuyến khích tối đa các hoạt động chức năng. Đây, sau đây là các hoạt động chức năng cho bệnh nhân. Trên đây là thứ tự các bài tập của chức năng của vận động cho một bệnh nhân bị tai biến. Đầu tiên, cái này nó cũng tương tự giống như cho bệnh nhân đột quỵ. Tập lăn trở, tập ngồi, tập đứng, tập đi, thăng bằng. Các bài tập về tiêu hợp và các bài tập trị liệu. Lưu ý, ví dụ bệnh nhân đầu tiên là lắc trọng, thì tại mỗi cái mốc này ở bộ chức năng người ta phải dạy bệnh nhân ấy, là bệnh nhân phải đạt được nhất là bệnh nhân phải tự làm hay là bệnh nhân cần trợ giúp hay là bệnh nhân không làm được. Phải có lượng giá từng mốc một. Sau này các em đi mà học về khám lâm sàng cũng thế, từng mốc vận động một. Chỉ khi nào tự mình lăn trở được thì mới dạy cho người ta cách tập ngồi, cũng như tự ngồi lại được thì mới hướng dẫn cho bệnh nhân tập đứng. Chứ mà chưa lăn trở được thì không ai có dạy bệnh nhân đứng hết cả. Sau khi lăn trở và ngồi dậy được thì người ta phải dạy tiếp, đánh giá tiếp và dùng cái khả năng thăng bằng. Thăng bằng thì chia ra là thăng bằng tĩnh và thăng bằng động. Thăng bằng tĩnh là ngồi im thì không ngã. Thăng bằng động là đưa người đi trước, đưa đi sau, nghiêng người, xoay người, không ngã. Khi nào thăng bằng động ở tư thế ngồi tốt thì mới dạy cho bệnh nhân cách tập đứng. Tương tự, đứng thăng bằng tốt thì được cách đi. Đấy là cách, các cái trình tự, các cái bài tập để vận động cho bệnh nhân. Ví dụ một vài hình ảnh các bạn nhìn, tôi đã cho xem cái lăn trở ngồi dậy rồi đúng không? Sau ngồi dậy là hướng dẫn cho bệnh nhân cách tập đứng. Ví dụ đứng ở trên đường này chẳng hạn, có hai cách tập. Thứ nhất là hai tay bệnh nhân của tay lành nhá, nắm lấy cái tay liệt vòng qua cổ kỹ thuật viên, và cái người này có đỡ ở mông hoặc đỡ ở lưng để đỡ cho
và khi đứng dậy cái chân của cái người kỹ thuật viên ấy là ta phải giữ chặt cái đầu gối, cái đầu gối chân viên nó yếu, viên ta có thể sụt xuống ngã. Đây là cách đứng dậy của tư thế thứ nhất. Hoặc là bệnh nhân ngồi vô góc như này, sau đó phải làm sao cúi người, đưa thẳng tay cúi người xuống để cái trọng tâm của cơ thể nó ra khỏi cái rốn của bệnh nhân, nó để ra phía trước rồn phía trước. Thì sau khi bệnh nhân cúi người xuống như này thì mình từ từ nhấc mông để mình lên được. Chứ để cho bệnh nhân đang ngồi thẳng, chúng ta cho bệnh nhân đứng lên là ta ngã ngay. Khi trong người thẳng đứng thì ta không đứng đâu, thẳng bằng cũng được. Đây là cái cách dạy cho bệnh nhân tập đứng. Khi mà không đứng được rồi, tương tự khi ngồi mà các bài tập ngồi, bệnh nhân xong có nhìn rõ hình không? Khi bệnh nhân ngồi được rồi thì phía trên này hình là các em nhìn đây là các cái bài tập ở tư thế ngồi tập thăng bằng. Tức là thông thường bệnh nhân ngồi ta sẽ để ý thấy họ nghiêng người về bên nào? Bên lành. Nghiêng bên lành bởi vì làm sao? Bên liệt. Thông thường họ ngồi bên liệt không có cho nên họ cứ làm sao? Đổ dần về bên liệt. Vậy để không đổ bên liệt thì họ làm sao? Nghiêng người ra bên lành. Chính vì thế bệnh nhân ngồi kể cả đứng là hoàn toàn toàn bộ tất cả các trọng lượng sẽ dồn sang bên lành, không bao giờ dồn sang bên liệt. Thì phải hướng dẫn cho bệnh nhân cách dồn trọng lượng sang bên liệt đó. Khi nào mà họ dồn trọng lượng được thì họ mới ngồi đúng rồi. Ngồi dồn trọng lượng thì bằng cách nào? Làm nào mà dồn trọng lượng được sang cái bên mông bên liệt? Nghiêng từ từ đi nữa. Nhấc cái chân bên liệt lên, bắt chéo qua cái chân bên lành. À xin lỗi, nhấc cái chân bên lành lên, bắt chéo qua cái chân bên liệt. Thì chắc chắn là người nó sẽ phải dồn sang bên liệt. Đấy là cái cách ngồi để dồn trọng lượng. Khi đứng, các em có nhìn thấy là gì? Khi đứng chẳng hạn bệnh nhân nặng khoảng 50 cân thì cái đứng cái chân lành ấy, ta cho đứng cái cân ấy, từ bên cơ hay có cái cân sức khỏe, ghép hai cái cân là một. Ta cho bệnh nhân đứng trên hai cái bàn cân đấy. Thì người bình thường của chúng ta mỗi bên cân có khoảng 25 kg. Nhưng khi bệnh nhân bị liệt thì cái bên chân lành nó có thể 45-49, cái bên chân kia thì 1 kg. Dùng cái cân đó để hướng dẫn cho bệnh nhân là gì? Dồn tập mũi. Nhiều khi mình nói bệnh nhân là bác dồn trọng lượng khó lắm, người ta không hiểu. Nhưng mà bác nhìn vào cái cân ấy, muốn nhún nhảy kiểu gì nhảy sao cái cân bên kia có thể tăng lên 5 cân, 10 cân này. Đấy là cách tập mũi. Khi bệnh nhân ở thăng ngồi, tập các cái bài tập ở thăng bằng ngồi, tức là nhìn thấy nắm hai tay này, đưa người lên phía trước này, hoặc là gì? Xoay người sang hai bên. Đấy là các bài tập ở tư thế thăng bằng ngồi. Sau khi thăng bằng ngồi tốt thì mới dạy cho bệnh nhân tập đứng như là giới thiệu. Đứng tốt thì bắt đầu mới tập cho thăng bằng ở tư thế đứng. Đứng là gì? Con nhìn thấy cái hình này không? Đứng nghĩa là gì? Thăng bằng đứng, ta nhấc cái chân lên. Nhấc cái chân này là chân gì? Chân lành. Như vậy là gì? Trọng lượng nó sẽ tập dồn sang chân nghiệp. Thứ hai là gì? Khi bắt đầu cái động tác mà chúng ta nhấc cái chân lành lên ấy thì rất nhiều bệnh nhân làm động tác đó rất nhanh. Vì nhanh thì cái chân lành nó còn đỡ, cũng không được bệnh nhân ngã. Thì dần dần kiểm soát lại được nó, nhấc cái chân lên từ từ thôi. Đấy là cách mà để dễ dạy cho bệnh nhân là ta dồn trọng lượng sang bên mình. Sau là gì đây? Bệnh nhân này là đang đứng cung của bóng. Tức là kỹ thuật viên này ta đưa bóng cho bệnh nhân này sang hai bên này, bệnh nhân phải nghiêng người sang để cầm cái quả bóng. Đấy là tập cho thăng bằng. Đây là một vài các bài tập thôi. Chứ còn các kỹ thuật tập của nó còn nhiều các cái dụng cụ và cách tập khác nhau nữa. Khi đứng tốt, thăng bằng tốt thì dạy cho bệnh nhân đi lại. Lúc đầu chẳng hạn thì phải đi với các cái cung, với thanh long song, đi với nặng chẳng hạn. Rồi đi trên các cái mặt phẳng khác nhau. Ví dụ như là sỏi, như đá này, đường nó thô ráp. Rồi nữa đi lên xuống cầu thang, đi lên dốc, xuống dốc, vân vân. Con nhìn thấy các em, nhìn thấy cái hình xa xa này, cho nên nó giống như cái cầu treo ấy. Nó rất là nhiều cái mảnh gỗ ghép lại như nó võng này này. Rồi bệnh nhân làm sao? Tập thăng bằng đi ở trên cái đấy. Đấy, hoặc là gì? Cái đứng cái này này, cái miếng tròn tròn này dưới nó là cái lò xo. Khi bệnh nhân đứng lên thì nó làm sao? Mới đứng nhảy. Đấy là cách tập các cái thế thăng bằng đứng. Cuối cùng là hoạt động trị liệu. Có nhìn rõ hình không? Là cái máy này rất là kém. Hoạt động trị liệu là gì? Tập cho các chức năng thân tế của bàn tay. Giống như lần trước tôi đã giới thiệu. Ví dụ trên cái hình này ta nhìn thấy tôi có một cái bảng lỗ, có một cái bảng thế này. Để tôi khoét những cái lỗ, mỗi cái lỗ nó to bằng cái đít cốc này này.
đường kính của nó khoảng 4 hoặc 5 cm. Tôi làm những cái khúc gỗ to như thế. Nhiệm vụ của bệnh nhân là gì? Nhặt từng cái khúc gỗ để là gì? Cắm đúng vào cái lỗ đấy. Và để từ lúc họ nhặt cái khúc gỗ đến khi họ cắm đúng cái lỗ đấy là cả một quá trình lâu dài. Tại vì làm sao? Cái tay phải cầm nắm được. Thứ hai là phải phối hợp cái gì? Phối hợp khi tôi cầm cái này. Có nhiều trường hợp nhiễm động vật là gì? Khi bệnh nhân cái tay bắt đầu cầm một cái thì cái tay này rút lại luôn, cầm cơ bắp hoạt động. Vậy bệnh nhân phải kiểm soát hoạt động. Đầu tiên là gì? Đưa tay ra này, cầm đấy, cái tay vẫn phải duỗi. Sau khi gấp từ từ đến đây thì nó lại đưa lên thế này, đặt là đấy là cả một quá trình điều của 5 nhóm tôi. Giống như các cái loại co cơ mà tôi đã dạy trong bài đầu tiên. Thì cái này cũng phải tập. Đầu tiên là những cái khúc gỗ như này. Sau cái khúc gỗ nó nhỏ dần, những khúc gỗ nhỏ của ngón tay út đây. Rồi cái mũi chỉ ấy. Và nữa là người ta để các cái khúc gỗ và những cái lỗ ấy nó to nhỏ khác nhau. Rồi bệnh nhân phải nhặt đúng cái lỗ, cái khúc gỗ bé và nhặt đúng vào cái lỗ nó vừa với cái khúc gỗ đó. Vậy thì đấy là tập cho cái gì nữa? Cho cái gì ạ? Chi giác và nhận thức. Nghĩa là nhận thức về kích thước, về không gian, về cao, thấp, màu sắc. Em nhìn thấy sang những cái hình sau của đấy, đây là cái hình xếp hình này. Như tôi giới thiệu lần trước rồi. Có nhiều hình con gà, con vịt, quần áo của người đàn bà thì mặc váy, cả đàn ông thì mặc quần này. Thì bệnh nhân phải biết được là cái mẫu gỗ này hình cái váy thì xếp ở cái chỗ nào. Nó sẽ có những một vài các ví dụ như này. Có bệnh nhân cầm cái thìa không thể đưa lên miệng được đúng không? Là thìa cơm nó rơi. Hoặc định hướng về không gian là gì? Tôi cho bệnh nhân đi, cái đi qua cửa nhất định không chịu đi, nhất định không đi qua cửa. Thì bệnh nhân nói làm sao? Cái chiều cao của cửa không đảm bảo, chiều cao nó quá thấp. Bệnh nhân sợ đi là bệnh nhân sẽ va đầu vào thực ra rất là cao. Thế là cái định hướng về kích thước của người ta không có, sai. Vì sao? Tổn thương bắt đầu chen phải chứ bạn. Và các cái nhận thức về không gian nó không có. Hoặc có bệnh nhân cứ đi ra cửa là đâm đầu vào một cột. Đi kiểu gì cũng đâm đầu vào cái cột. Có trường hợp ta quên hẳn một cái bên phải này mà. Thì họ cứ đi thì đi một lúc đi thẳng, lúc nào đi vòng bên trái đâm đầu cái cột bên trái. Họ ta làm những cái thí nghiệm nữa là gì? Tôi có một cái bánh này nè. Một cái bánh ngọt, một cái bánh pizza tròn này. Đưa cho bệnh nhân ăn, người ta sẽ ăn một nửa. Và một nửa cái này không bao giờ ăn. Tôi đi ăn hết một nửa, ta xoay ngược cái bánh lại thì ăn nốt một nửa cái này. Chúng không bao giờ, tức là các cô chúng ta quên hẳn cái nửa về bên này. Đấy, thì nó có rất nhiều cơ hội chính khác nhau. Thì cái hoạt động trị liệu này là phục hồi lại các chức năng về chi giác để giúp cho bệnh nhân đúng không? Ngoài ra các hoạt động tự chăm sóc bản thân, ví dụ đi vệ sinh, mặc quần áo thì giống như lần trước tôi cho xem về bài hoạt động trị liệu rồi, là chúng ta đã có khái niệm về hoạt động trị liệu. Được chưa? Ngoài hỏi gì không? Đến đây ngoài hỏi gì đúng không ạ? Đây là di chứng. Di chứng thì thông thường ta tính thời gian là từ bao nhiêu lâu đấy? 6 tháng đúng không ạ? Nhưng thông thường thì tôi bảo ra là 5% đến 1 năm cũng phục hồi. Sau 3 năm thì mới gọi là không phục hồi. Cho nên di chứng mà gọi là chắc chắn nhất thì phải nói là gì? Sau 3 năm. Nhưng thông thường đến 1 năm chỉ còn 5% là nó chỉ phục hồi rất ít. Hầu như các hoạt động không có chức năng. Cho nên là gì, ta có thể coi cái mốc thời gian này gì sau một năm. Tại sao lại phải như thế? Tại sao lại sau một năm? Tập sớm. Ví dụ bệnh nhân liệt nửa người bên phải, còn tay phải, thì trong 3 tháng đầu hoặc 6 tháng đầu tôi sẽ tập cho bệnh nhân cầm đũa, cầm thìa tay nào? Tay nào ạ? Tay phải. Có chuyển sang tay trái không? Có cầm dạy bệnh nhân cầm bút viết sang tay trái không? Không. Nhưng mà nếu cũng bệnh nhân đấy sau một năm rồi cái tay phải nó vẫn không hoạt động được thì lúc đấy sẽ dạy cái gì? Chuyển sang tay trái. Như vậy cái mục tiêu của nó sẽ khác nhau. Mục tiêu ở giai đoạn di chứng thì không còn cái gì là phục hồi nữa rồi, mà lúc đó là thích nghi. Cho nên có trường hợp bệnh nhân sẽ phải tập cầm bút, cầm đũa, cầm thìa bằng cái tay không phải là tay chậm. Đấy là cái khác nhau ở trong các cái giai đoạn. Giai đoạn di chứng, các di chứng trên bệnh nhân, các di chứng về vận động là nhiều nhất. Co rút hoặc co cứng các khớp bên liệt do không vận động đồng thời của một co cứng. Thứ hai, các rối loạn về thăng bằng phù hợp vẫn còn. Các rối loạn về ngôn ngữ vẫn còn. Các rối loạn về chi giác nhận thức cảm xúc của bệnh nhân vẫn còn. Thì phục hồi chức năng di chứng lưu ý là chúng ta chỉ giúp cho bệnh nhân làm gì được? Thích nghi thôi.
vì chúng ta không phục hồi nữa. Vậy giai đoạn này cần những cái gì? Đấy, trên đây là tôi đã liệt kê tất cả các cái mục tiêu và các cái biện pháp của chức năng cho bệnh nhân ở trong giai đoạn di chuyển. Tập nha, và có cái gì cần hỏi không? Ở trong cái slide này không? Rồi khuyến khích bệnh nhân tham gia các hoạt động của gia đình ở sau. Cái này quá rõ rồi đúng không? Thay đổi môi trường xung quanh, có hiểu không ạ? Thay đổi môi trường xung quanh là gì? Giường, ghế, hoặc là gì, các cái bậc thềm. Đi phải làm cái bậc thềm thấp thôi. Cửa phải mở rộng ra cho bệnh nhân. Đúng không ạ? Hướng nghiệp, giai đoạn này là phải có hướng nghiệp cho bệnh nhân rồi. Nếu mà bệnh nhân còn trẻ, giáo dục và lôi kéo cộng đồng cùng tham gia vào quá trình hòa nhập sâu với bệnh nhân. Cái này có thể giải thích thêm không? Không, đúng không? Vâng. Đấy là toàn bộ các cái biện pháp và mục tiêu của chức năng cho bệnh nhân bị tai biến vùng mô não. Tuy nhiên, trong đây tôi chưa nói đến các cái phục hồi các chức năng khác. Ví dụ, trên bệnh nhân tai biến còn rất nhiều các cái dối loạn khác nhau, ví dụ về cảm giác. Trên bệnh nhân có thể có cái hội chứng đau đầu, ai nghe nói chưa? Đau đồi nhỉ, có nghe nói không ạ? Toàn bộ cái đường người bên việc đau bỏng rát nhức đối tê bì rất khó chịu, thì trong trường hợp đó chúng ta còn phải dùng thuốc cho bệnh nhân. Ngày hôm nay mới chỉ tập trung vào cuối chức năng vận động cho bệnh nhân, thế các bạn ngôn ngữ thì ngày mai cô Hạnh cũng giảng. Trên bệnh nhân tai biến có thể có rối loạn ngôn ngữ, bệnh nhân có cuối chức năng được cô tròn giống như bài trong bài liệt biểu cũng liên giảng. Ngoài ra, phương tập cung cấp, tôi nhắc lại là bệnh nhân nào và giai đoạn nào cũng có. Có ai hỏi gì không ạ? Có ai hỏi gì không ạ? Vậy, toàn bộ đấy là toàn bộ bài giảng. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, bài giảng nó chỉ gói gọn trong những slide và giáo viên trình bày những cái gì mà tôi thấy là nó cần thiết cho sinh viên. Các em có thể đặt các câu hỏi thoải mái. Có ai hỏi gì không? Đây là lấy một đại diện là bệnh nhân tai biến mình gặp với cái tỷ lệ khá cao, chứ còn về các biểu hiện lâm sàng và các cái quá trình phục hồi cho bệnh nhân giống như là của bệnh nhân chấn thương sọ não và tai biến như nhau là như nhau luôn, nó không có khác nhau. Tuy nhiên nó khác nhau cái gì? Khác nhau cái gì ạ? Khi tai biến vùng não thì thông thường cái tổn thương não là nó theo cái chi phối của vùng động mạch não đó, như vậy nó chỉ một phần thôi, em hiểu chưa? Còn trong chấn thương sọ não thì cái tổn thương não nó có thể làm sao lan tỏa, nó rộng hơn là so với cái tai biến vùng não. Tuy nhiên nếu tai biến vào toàn bộ động mạch não giữa được ạ, thì cái tổn thương cũng khá nặng. Đấy là hai cái khác nhau. Cái thứ ba, cái điều thứ hai khác nhau đấy là gì? Bệnh nhân tai biến thì thông thường là gì? Có một bệnh lý nội khoa kèm theo, cho nên bản thân khi bị tai biến nghĩa là gì? Cái mạch máu đấy nó kém này, và khi mạch máu kém thì cái máu nuôi dưỡng và khả năng phục hồi sẽ kém hơn so với bệnh nhân chấn thương. Bởi vì sao? Thông thường tai biến là người già, còn chấn thương là người gì? Người trẻ, không có các bệnh lý về mạch máu não trước đó, nên khả năng phục hồi sẽ tốt hơn. Đây là nói về bệnh lý của mạch máu. Còn lại nếu mà cái tổn thương do chấn thương sọ não mà nó quá lớn thì thậm chí bệnh nhân còn nặng hơn là những bệnh nhân bị tai biến. Ai hỏi gì nữa? Ai hỏi gì nữa ạ? Nếu không hỏi gì nữa thì cái bài slide này sáng mai tôi sẽ gửi chiều mai, tôi sẽ gửi cho các bạn ở cái nhóm lớp tiếng Việt. Các bạn không hỏi gì nữa thì